Tại cuộc họp giao ban về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh ngày 24 tháng 9, Thường trực Tỉnh ủy cũng đã có đề nghị các địa phương tiếp tục khoanh vùng nhỏ hẹp nhất có thể đối với các ổ dịch cũ, thực hiện phương án xét nghiệm ngày 1, 2, 3 để nhanh chóng bóc tách F0 khỏi cộng đồng, bố trí đủ lực lượng xét nghiệm làm cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật để dập dịch kịp thời theo kế hoạch chung của tỉnh. Đối với ổ dịch mới thực hiện đồng bộ bài bản các biện pháp phòng chống dịch để nhanh chóng dập dịch, phân loại điều trị tại nhà các F0 đủ điều kiện theo quy định của ngành y tế, các trường hợp còn lại kịp thời chuyển cơ sở điều trị không để lây lan dịch bệnh. Kịp thời có chế độ khen thưởng động viên lực lượng xét nghiệm. Các địa phương đơn vị tổ chức lại hệ thống phòng chống dịch để phát huy hiệu quả hơn nữa vai trò của tổ COVID cộng đồng, tổ điều tra truy vết dịch tễ, tổ COVID trong doanh nghiệp cơ quan đơn vị, giao thủ trưởng các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, chỉ đạo cán bộ công chức viên chức người lao động đơn vị mình thực hiện tự xét nghiệm COVID-19, ký xác nhận kết quả sau xét nghiệm để phục vụ các cuộc họp hội nghị và các hoạt động thường xuyên của cơ quan đơn vị theo hướng dẫn của ngành y tế và chịu trách nhiệm trước cấp trên nếu để lây lan dịch bệnh. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành có liên quan tham mưu ban hành cơ chế chính sách đối với trạm y tế lưu động và phòng khám tư nhân trong các khu cụm công nghiệp. Trước mắt, ban hành ngay những chính sách cơ bản không cầu toàn, quá trình thực hiện hoàn thiện dần. Giao ngành y tế khẩn trương có phương án kế hoạch tập huấn cho trạm y tế lưu động về quy trình xử lý điều trị F0 tại nhà. Tiếp tục đẩy mạnh áp dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch. Giao Sở Thông tin Truyền thông phối hợp với địa phương và các ngành có liên quan hướng dẫn người dân, công nhân lao động biết sử dụng mã QR code để thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản đề nghị các lực lượng chi viện tiếp tục ở lại hỗ trợ tỉnh, tiếp tục giữ nguyên lực lượng để thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch. Sau ngày 30 tháng 9, tùy tình hình diễn biến dịch bệnh trên địa bàn, Ban chỉ đạo tỉnh sẽ cho ý kiến cụ thể. Tiếp tục giữ nguyên các chốt giáp ranh vào tỉnh. Khi cho vào tỉnh phải tuân thủ đảm bảo đúng các quy định về phòng chống dịch. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ngành có liên quan rà soát các đối tượng chưa được hưởng chính sách hỗ trợ do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 theo quy định của Trung ương và của tỉnh để khẩn trương hỗ trợ người dân, tiếp tục tập trung chăm lo cho người dân, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Tiếp tục phát huy tổng đài 1022 để kịp thời đảm bảo an sinh xã hội và nhu cầu chăm sóc y tế cho người dân. Tiếp tục tuyên truyền bằng nhiều biện pháp, nhất là sử dụng hệ thống thông tin lưu động đến tận khu phố ấp, khu nhà trọ, chợ để tuyên truyền đậm nét hơn về các biện pháp phòng chống dịch điều trị F0 tại nhà, trạm y tế lưu động, phòng khám tham gia phòng chống dịch, sử dụng công nghệ thông tin trong phòng chống dịch, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm 5K, không tập trung đông người. Giao ban chỉ đạo các huyện thị thành phố ra soát báo cáo ban chỉ đạo tỉnh phương án cụ thể bố trí bệnh viện cơ sở điều trị để chuyên thu dung bệnh nhân COVID-19 tầng 1, tầng 2 trong ngày hôm nay 25 tháng 9 để cho ý kiến chỉ đạo. Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Dương về việc đến ngày 27 tháng 9 phải hoàn thành xét nghiệm, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, đưa tỉnh trở về trạng thái bình thường mới vào ngày 30 tháng 9. Hiện nay thì các địa phương trong tỉnh đã tập trung lực lượng đánh nhanh bóc tách F0 tại các địa bàn. Ghi nhận do nhóm phóng viên thời sự vừa thực hiện tại khu phố 6, phường Thế Hòa, đây là khu vực thuộc vùng đỏ của thị xã Bến Cát. Đi vào các tuyến đường của khu phố 6, phường Thế Hòa, thị xã Bến Cát, rất dễ nhìn thấy những tấm bảng đỏ ghi đậm dòng chữ vùng đặc biệt đỏ. Từ tháng 8 đến nay, thì khu phố này đã tiến hành 12 lần xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho hơn 20.000 người dân. Qua đó đã bóc tách được hàng ngàn F0. Tuy nhiên, vẫn còn F0 tồn tại trong cộng đồng ở khu phố này. Trong giai đoạn cao điểm tổ chức xét nghiệm sàng lọc tại khu phố này, có ngày phát hiện 1.200 ca dương tính COVID-19. Đến nay, khu phố này đã có hơn 6.000 ca mắc COVID-19. Ông Nguyễn Văn Tuấn, bí thư khu phố 6, phường Thới Hòa cho biết, địa bàn khu phố rộng, nhiều tuyến đường, tỷ lệ dân cư dày đặc với hơn 29.000 người dân. Trong đó có hơn 28.000 người dân là dân tạm trú, chủ yếu sống ở các khu nhà trọ san sát, không gian chật hẹp. Cùng với đó là ý thức của một bộ phận người dân không tuân thủ việc lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 đã gây rất nhiều khó khăn cho công tác phòng chống dịch bệnh và dập dịch. Mỗi một lần mà xét nghiệm như thế thì bóc tách F0 ra rất là nhiều. Nhưng nguyên nhân thì cũng do là ý thức người dân, với lại bên cạnh đó thì chắc có lẽ là do cái dịch bệnh của phố mình cũng nhiều.
Trước tình hình đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thị xã và phường Thới Hòa tiếp tục đưa ra nhiều biện pháp nhằm kiểm soát và bóc tách toàn bộ F0 ra khỏi cộng đồng. Theo đó, thị xã Bến Cát dồn tổng lực bố trí 115 đội thực hiện lấy mẫu tại các hộ gia đình, nhà trọ, phòng trọ theo công thức 123 liên tục trong 3 ngày 23, 24 và 25 tháng 9 cho toàn bộ người dân trong vùng phong tỏa, đông cứng, chốt chặt, đang sinh sống trên địa bàn khu phố, chỉ trừ những trường hợp F0 mới cách ly tập trung trở về theo dõi 14 ngày. Tương ứng với đó là 115 đội hỗ trợ làm nhiệm vụ ra soát từng khu nhà trọ, phòng trọ để mời người dân ra lấy mẫu, không để sót người dân nào và hướng dẫn người dân ở từng khu vực lấy mẫu, tránh tình trạng tập trung đông làm lây lan dịch bệnh. Cùng với đó là tuần tra lưu động, chốt chặn các tuyến đường ở vùng phong tỏa. Tần suất lấy mẫu rất là dày đặc để hy vọng là bóc tách coi như là F0 một cách thần tốc, làm giảm hẳn cái mật độ F0 bóc ra khỏi địa phương. Phường Thới Hòa thực hiện phong tỏa nghiêm ngặt toàn bộ phía Tây đường quốc lộ 13, khu phố 6. Thời gian qua, cùng với việc liên tục xét nghiệm sàng lọc, người dân khu phố cũng đã được tiêm một mũi vaccine phòng COVID-19. Công tác tuyên truyền thực hiện thông điệp 5K tiếp tục được tăng cường, kêu gọi và thực hiện biện pháp chế tài nếu người dân không tuân thủ việc đi lấy mẫu xét nghiệm. Thị xã Bến Cát đang dồn hết lực lượng quyết tâm kiểm soát dịch bệnh tại khu phố 6, phường Thới Hòa. Và tin rằng vài ngày nữa đây, những tấm bản đỏ in đậm dòng chữ vùng đặc biệt đỏ sẽ không còn ở đây. Vùng đỏ khu phố 6, phường Thới Hòa sẽ trở thành vùng xanh, không còn nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng và các hoạt động sẽ trở lại trạng thái bình thường mới. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác thu dung, chăm sóc và điều trị người nhiễm COVID-19 ngay tại tuyến y tế cơ sở, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về công tác phòng chống dịch trong trạng thái bình thường mới, thành phố Thủ Dầu Một đã tập trung kiện toàn hệ thống trạm y tế lưu động theo hướng có địa điểm tập trung, có đội ngũ nhân viên y tế, có trang thiết bị cần thiết để sẵn sàng hỗ trợ công tác điều trị bệnh trong khu vực dân cư. Thành phố Thủ Dầu Một hiện đã vận hành 42 trạm y tế lưu động, góp phần đắc lực cho công tác phòng chống dịch COVID-19 tại cơ sở với phương châm đưa y tế phủ khắp địa bàn. Thành phố đã triển khai cái việc thành lập trạm y tế lưu động ở các phường. Thì mỗi phường như vậy, thành phố thành lập 3 trạm y tế lưu động cùng với 1 trạm y tế cố định. Đối với các trạm y tế lưu động thì thực hiện 5 nhiệm vụ chính, trong đó cái một nhiệm vụ quan trọng nhất là việc theo dõi chăm sóc F0 tại nhà. Để đáp ứng với yêu cầu mới, trên cơ sở các trạm y tế lưu động hiện có, các phường chọn ít nhất một địa điểm để bố trí từ 20 giường bệnh đến 50 giường bệnh, cùng các trang thiết bị y tế cần thiết, sẵn sàng ứng cứu và cấp cứu ngay đối với các diễn biến bất ngờ của các trường hợp F0 được cách ly điều trị tại nhà. Các trạm này cũng đảm nhận nhiệm vụ thu dung, chăm sóc người nhiễm bệnh, không có triệu chứng và không có điều kiện cách ly điều trị tại nhà. Điều này vừa tạo sự an tâm cho người bệnh, đặc biệt là cư dân đang tạm trú tại khu nhà trọ. Nhằm đảm bảo phòng ngừa dịch lây lan, vừa góp phần giảm tải cho hệ thống y tế tuyến trên. Đáng ghi nhận là các trạm y tế lưu động đã huy động được đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế đã nghỉ hưu, cùng tham gia, liên kết các cơ sở y tế ngoài công lập để hỗ trợ chuyên môn và xử lý cấp cứu. Sự hỗ trợ của các tổ chức và cá nhân về mặt bằng, phương tiện vận chuyển người bệnh, trang thiết bị, thuốc men, đây là những nguồn lực đáng quý hiện nay. Phường cũng đang kêu gọi thêm những tình nguyện viên khác và người có chuyên môn về y tế trên địa bàn để hỗ trợ. Thì đến hiện nay chúng tôi cũng đã đưa vào hoạt động 3 cái trạm y tế lưu động. Đối với cơ sở vật chất thì trang bị giường, rồi thuốc, rồi 2-3 máy thở cũng như các cái dụng cụ cần thiết khác. Các trạm y tế lưu động của thành phố thì với cơ cấu là có một y bác sĩ là của trạm y tế cố định. Thì ngoài ra thì thành phố cũng đã huy động các lực lượng, các bác sĩ y tế tư nhân, rồi các bác sĩ là về hưu và các lực lượng khác tham gia cùng trạm y tế lưu động. Đặc biệt là đối với việc chăm sóc F0 tại nhà thì thành phố tổ chức triển khai các tổ chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở nhà. Thì thành lập các nhóm group Zalo đối với từ 20 đến 30 F0 tại nhà. Với thông điệp phòng dịch tốt, giám sát hiệu quả, hy vọng hệ thống trạm y tế lưu động ở thành phố Thủ Dầu Một sẽ góp phần thực hiện thành công chủ trương thích ứng an toàn để trở lại bình thường mới.